cái đức vua còn trị vì lâu hơn, thì vua nên xây dựng ngôi chùa mang tên là chùa Diên Hữu. Theo tiếng Hán đó, Diên á có nghĩa là Diên Hữu, có nghĩa là kéo dài tuổi thọ, cho nên cái chùa Diên Hữu là chùa này các bạn. Cho nên nãy giờ mình tham quan chưa vô chùa, nãy giờ mình ở ngoài khuôn viên chùa. Tí nữa các bạn vô trong đây, nơi đây là có tượng của tức là Tam Thế Phật cách đẹp nhất Việt Nam đó, cho nên tí nữa các bạn vô trong đây rồi chúng ta sẽ biến tham quan. Thì đó là chùa Diên Hữu, thì chẳng ít sao á thì vua lại nằm mộng và thấy tiếp là thấy Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn vua lên một cái đài hoa sen, cho nên là vua cũng kể với vị quốc sư rằng là cái giấc mộng của mình như thế. Thì qua cái giấc mộng đó thì quốc sư mới khuyên nhà vua là nên xây một ngôi chùa, cái kiến trúc làm sao đó giống như cái kiến trúc trong cái giấc mộng của nhà vua thấy. Cho nên sau đó thì ông mới xây dựng cái này, cái này người ta gọi là Liên Hoa Đài ha. Liên á thì là hoa sen, hoa là hoa sen, đài là cái đài, nhưng mà mình sẽ xây dựng cái đài hoa sen. Và theo kiến trúc nguyên bản á thì cái này là bị hư hại rồi, trong chiến tranh bị hư hại hết, cho nên toàn bộ này người ta xây dựng mới hoàn toàn. Ngày xưa cái cột này á là còn một trụ đó nhưng mà bằng gỗ à, và cái khuôn viên trên này nó rất là rộng. Nhưng mà bây giờ là người ta trùng tu lại đó thì nó còn chật hẹp như thế này. Và đây là kiến trúc độc đáo duy nhất của Phật giáo Việt Nam là có trên toàn thế giới, là có kiến trúc độc đáo này. Ở đây người ta gọi là Liên Hoa Đài, thì người dân địa phương ta quen gọi là chùa một cột, tại vì nó có một trụ như thế thôi. Thì các bạn biết rằng là ở Hà Nội thì người dân người ta rất là tín ngưỡng và người ta đi cầu nguyện ở nhiều nơi, tức là tùy theo cái ước nguyện của mình mà mình đi cầu nguyện tùy theo vùng. Ở nơi đây là người ta cầu tự, bởi vì vua không có con, thì sau khi mà vua thấy giấc mộng đó và xây dựng cái đài hoa sen này, và ở trên này chỉ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát duy nhất là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, thì